Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu sau khoảng 24 giờ đồng hồ giáo giết truy bắt. Cụ thể, vào hồi 19h30 ngày 6 tháng 3, Ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Sương, đang lẩn trốn tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sương khai nhận từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sương và chị Lò Thị L, sinh năm 2003, tại bản phiêng áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Sươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó, chị L và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều mùng 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu ở trong bản phiên áng, về thì bị chị L chửi mắng đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Sươm đã lấy một con dao chém chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Sương cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Do thấy lực lượng công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, đối tượng Sương đã tự gây ra một số vết thương với ý định quyên sinh. Hiện đối tượng đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương, phục vụ điều tra vụ án. Như đưa tin, khoảng 19h15 ngày 5 tháng 3, tại bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra một vụ án giết người nạn nhân là một cô gái 21 tuổi. Sau khi vụ án xảy ra, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, trực tiếp Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến hiện trường chỉ đạo ban chuyên án truy xét quyết liệt. Tuy nhiên, công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn vì địa hình núi rừng rậm rạp. Công an tỉnh đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ và dân quân, an ninh thôn bản, chốt chặn. Địa hình truy tìm là núi rừng rậm rạp gây khó khăn cho công tác truy tìm. Tuy nhiên, lực lượng công an quyết tâm bắt bằng được đối tượng Lò Văn Sơm liên quan đến vụ tài xế taxi bị hành hung tử vong ở hồ tây mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ tài xế taxi bị đánh chấn thương sò não tử vong hai nghi phạm được xác định là trần duy quang sinh năm 2003 trú tại tỉnh thanh hóa và bạn gái của anh này là p i c cùng quê thanh hóa hai nghi phạm bị bắt khi đang lẫn trốn tại thanh hóa và di lý về công an quận tây hồ Trước đó khoảng 16 đến 17 giờ ngày 4 tháng 3, trên tuyến đường Ven Hồ, đoạn cuối phố Tôn Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, do xảy ra mâu thuẫn, anh Lưu Xuân Trường, sinh năm 1980, quê ở tỉnh Thái Nguyên, điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E-62539, đã bị hai người đi trên xe máy biển kiểm soát tỉnh Thành Hóa chặn đầu xe. Khi anh Trường xuống xe thì bị đối tượng hành hung, sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và chẩn đoán chấn thương sọ não. Đến 15 giờ ngày 5 tháng 3, anh Trường đã qua đời. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị chức năng lấy lời khai nhân chứng, ra sát hệ thống camera an ninh truy tìm đối tượng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Quốc Tuấn, 40 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, tháng 12 năm 2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Tuấn khai bị nhiễm bệnh HIV, nghiện ma túy, không có chỗ ở, nên từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắc xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Cao. Trưa cùng ngày, đối tượng Tuấn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang theo hai sợi dây dù, một con dao dài 40cm đi bộ ra nhà người phụ nữ đã nhắm từ trước. Tại đây, thấy người phụ nữ ở một mình trong phòng khách, Tuấn liền đi đến kề dao vào cổ khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, Tuấn còn trói tay, chân và dùng băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét được. Khi thấy trên cổ nạn nhân có đeo một sợi dây chuyền vàng, Tuấn liền dùng tay giật đứt sợi dây chuyền trong lúc bị đối tượng khống chế để thực hiện hành vi thú tính nạn nhân tìm cách chống cự quyết liệt trong lúc răng co nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây thương tích chảy máu khi đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại nạn nhân đã kịp thời cởi được băng keo và khóc la hét lớn lo sợ bị phát hiện tuấn mặc lại quần áo rồi cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân trên đường bỏ trốn tuấn còn đột nhập nhà trọ của sinh viên ở phường ea tam thành phố buôn ma thuột trộm cắp một chiếc laptop Gây án xong, Tuấn mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bán được 11 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn mang theo chiếc laptop đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Trà Vinh và tiếp tục trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cử một tổ công tác đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến 23 giờ ngày 3 tháng 3, sau 3 ngày đối tượng bỏ trốn, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Tuấn khi đang đến thuê nhà nghỉ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Được biết, đối tượng Tuấn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác nhận thông tin đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, còn gọi là Tuấn Phò Mã, để điều tra về tội đánh bạc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong và Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn thường được gọi là Tuấn Phò Mã hay Tuấn Phò Mã 36. Trước là một tài xế ô tô, hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok hay YouTube xuất hiện rất nhiều clip của Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36. Tuấn chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn Phò mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đang nói trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phò mã, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của Tuấn phò mã đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Kênh TikTok của Tuấn phò mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo dầu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem dù tuấn đăng tải các video clip như vậy nhưng theo tìm hiểu người xưng là tuấn phò mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết theo tìm hiểu hoàng đình tuấn quê thanh hóa từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cụ thể, vào ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hoàng Đình Tuấn bị công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn quê Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mạng xã hội TikTok, Facebook thì còn một website www.tuấnphòmã36 ghi là hộ kinh doanh TPM Shop với thông tin liên hệ là số điện thoại di động và dẫn nguồn tới fanpage Tuấn Phò Mã 36 tới mạng xã hội Facebook. Trên website này cũng bán đủ các sản phẩm máy cạo dâu, mũ cối, sim, bảo hiểm các loại. Nhưng khi gọi điện vào số điện thoại trên website thì có một người đàn ông nói là nhân viên của anh Tuấn Phò Mã 36 và đó là điện thoại của anh Tuấn nhưng mới đi ra ngoài có mua hàng họ sẽ ship sản phẩm cho còn các việc khác thì tí sẽ nói anh Tuấn gọi lại sau sau đó không thấy người này liên lạc lại